Nay con quỳ tại Phật tiền, dập đầu lại Phật Thánh Hiền Chư Tăng, một lòng tha thiết thưa rằng: kể từ vô thủy đã hằng gây ra, tội nhiều như các bão la, trái dài như bãi hằng hà đôi bên, vậy mà chẳng biết căn nguyên. Do đâu nghiệp tới mà nên nỗi này, hoặc làm năm tội sâu dày, nghiệp vào vô giám ngục ngày nào ra. Nhất thiện đề tội hằng xa, nghiệp do ý ác bằng tà đua theo, khinh chê lời Phật biểu điều, pha rối tam bảo triệt tiêu đại thường. Chẳng tin tội phước làm bừa, bất hiếu cha mẹ chẳng ưa lời thầy, bản lành chỉ bao đường ai, biểu môi chu mò ngõ lầy bước chân. Mười thiện năm giới chẳng tuân, phạm đều dâm dục chẳng phân chánh tà, giới điều Phật tứ tại gia, hạnh tu Bồ Tát hoằng là luật nghi. Của hàng hiền chúng tăng ni, vô tình pha rối không chi chẳng làm, mà kể ra khôn xiết lỗi lầm, mà con nay sám hối ăn năn tận cùng. Nghiệp sai đã tạo trùng trùng, hướng về chư Phật trái lòng sắc son, giúp con nghiệp tiêu mòn, giúp con sám hối cho tròn đường ấy tu. Con nay đã sám tội rồi, nguyện nhờ công đức của lời sám kia, vô minh phiền não nhất tề, đồng thời tiêu diệt nghiệp kia cũng tàn. Phước sanh tuệ giác phát quang, đời đời nương Phật giữ hàng thiện nhân, không tâm ngũ nghịch tội thâm, diệt trừ ngu tôi của thân thiên đề. Từ nay xa lánh nẻo mê, mong ngài ngồi được Bồ Đề Liên Hoa, thề không tái phạm nghiệp ma, thề tu pháp tiến vào nhà Như Lai. Oai nghi giới luật chẳng sai, sáu ba la mật chẳng nài khó khăn, bốn tâm vô lượng trướng tăng, mười thư trí lực trang hoàng thành cao. Đại bi ba niệm chẳng nào, bốn niệm vô ý tìm vào biển không, thường lạc diệu trí đều thông, tám tự tại ngã cũng đồng Như Lai. Bám hai tướng tố của ngài, tám mươi vẻ đẹp nghiêm oai trong ngần, nguyện nhờ sám hối ăn năn, vô lượng công đức sánh bằng đại dương. Phật Bồ Tát khắp mười phương, chứng
minh lời nguyện chẳng nhường núi non, từ bi gia hộ cho con quy tam bảo chẳng mòn đức tin. Nội trong ba nghiệp của thân sát sanh thứ nhất muôn phần khổ lao, chúng sanh nào nấy như nhau đều ham sự sống đơn đau ai màng. Xét từ vô thủy kiếp mang chúng sanh đều có họ hàng với nhau, mẹ cha anh chị rể nhau, chỉ vì nghiệp lực đối đầu thọ sanh mà mang vạn trạng thiên hình, luân hồi sao nẻo tái sanh dương trần, u mê nào biết ta gần, họ hàng chẳng nhận ban lăng cũng lờm. Mặc tình nhai nuốt chặt cưa, mặc tình duyên hại chẳng ngờ tương liên, trong kinh Phật vẫn thường khuyên, nuốt nhai thịt cá tưởng hiền thịt con ơi. Nếu vì chút lợi áo cơm mà lưới bẫy bắt vật niệm dồn nặng sâu, xa sanh tội đứng đầu, giết ăn hồ dễ khấn cầu thứ ba. Từ sanh vào cõi ta bà, chúng con chưa gặp ai là thiện nhân, xót thương chỉ bảo khuyên rằng, sát sanh hại mạng là nhân á tiền. Nên vì lợi lộc ngu si mà gieo nghiệp ác, cũng vì miếng ăn sau này rời bỏ bao thân, xa vào địa ngục trả dần tôi thương. Chịu bao thống khổ cho bừa, đầu trâu mặn ngựa xé cưa thân hình, hoặc là đâm chém tan bành, hoặc môi móc ruột mới đành án kia. Trả xong nợ chốn âm ti, trở về dương thế lại tùy nghiệp mang, gá thân làm giống xài lang, còm bèo rắn thiết chui hang núi rừng. Hoảng làm chuột bỏ côn trùng, hút máu hút mũ rút thùng phẫn dơ, hoặc làm gà chó heo tơ, cho người xé thịt chặt cưa nấu xào. Thật là khủng khiếp biết bao, khổ bao như vậy lẽ nào dễ vui. Nếu mai trở lại làm người cũng mang bệnh hoạn tuổi đời chẳng lâu anh. Chỉ thành con lại cần cầu, sám hối nghiệp ác để đầu ăn năn. Xin chư Phật thánh hiền tăng, nhủ lòng thương xót mà hằng gia ân. Kể từ vô thủy chúng con, tuy có kiến thức nhưng còn ác tâm, hoặc tham hoặc ghét hoặc sân, hoặc vì kiêu ngạo chẳng cần tính suy.
trong lòng chẳng chúng từ bi, thẳng tay sát hại cách chi cũng làm, thề nguyện bùa chú lỗ ban em cho đến mạc đến tàn chưa thôi. Ao hồ phá phách mà chơi, đốn rừng săn bắn lưới chài chó săn, đập củi gài mái đạo hầm, cũng tên nó đang giết mầm sống vui. Cá dưới nước chim trên trời, lưới giăng bẫy khắp không nơi thoát đào, hoặc nuôi gà vịt dê heo để dành làm thịt nuốt chiều miếng tham ăn. Hoặc thuê mướn kẻ hung tàn, vạn long cắt tiếng làm hàng bán buôn, chúng chưa tắt tiếng kêu thương, thân đầu mai vẫy thịt xương ra rời, oan than thâu đến tận trời. Đớn đau thảm khóc trước loài súc sanh, chỉ vì ba tấc lưỡi tâm mà mang nghiệp ác sát sinh đời đời. Ngày nay con sám nguyện rồi, từ nay việc giữ tức thời lãnh tay. Lại còn binh miên can qua, tranh giành biên giới cô mà diễn nhau, đạn bom pha xóm nổ cầu, đích thân tàn sát hoặc thâu người làm, hoặc nghe giết chấp mừng ham ăn. Đau thương chẳng kể tham tàn thánh hung, nghề đau phủ thủ lạnh lùng, chặt đầu lóc thịt người dân chẳng màng, nghề đồ tệ cũng bao tàn. Phanh thay loài vẫn dung nhan chẳng sờn, bản buông khi giới đạo gươm mà đẩy xô người xuống hố hầm chẳng ghê. Biết hàng pha tổ cán xe, nặng chân dẫm đạp chẳng hề tiếc thương. Làm bao án nghiệp phi thường, nay con sám hối mười phương môn lòng, mà cũng từ vô thị kim trung, mà phá thai diễm trưng độc trùng hại nhau, khẩn hoang trồng chia bén áo anh. Tháo kênh diệt mũi ngăn rào lối ra, gậy roi gồng khóa khảo tra, nằm ngồi đi đứng bụng đà ghét nhau, nói thì như thể lách lao, nay con sám hối cần cầu chư tôn anh. Vì chân ngô mùi em dồn, mà con có phạm công còn thiếu chi, xin nhờ lượng thanh từ bi, chứng minh lời nguyện tức thì ác tiêu. Nguyện nhờ công đức chi thành, sám hối mà đưa thân hình kim cang, sống lâu vô lượng tuổi vàng, không còn vương mắc vào đàn tật sân. Không còn tư tưởng hại nhân, tâm từ bi cùng bội phần thăng hoa, thương người như thể con ta, thấy ai nguy chẳng nề hà tính toán.
giúp cho tới chỗ an toàn, còn đem chánh pháp luận bàn độ nhân. Người người đều cảm Phật ân, không còn sợ hãi mười phần mừng vui. Quy hết thảy Phật rồi, con đem tính mạng gửi nơi Phật Đà. Cuối đầu đảnh lễ chư tôn, con xin sám hối tôi còn ác tâm, mà trộm cướp ác nghiệp của thân. Nếu không sám hối thâm phần khổ đau ơi. Trong kinh đã dạy như sao, vật kia có chủ mặt dầu nhỏ nhiên, cộng rau ngọn có cây kim, mà không cho chẳng được mưa tìm đoạt sang, huống chi liền lấy trộm càng. Chỉ vì lời nhỏ nghiệm oan ngầm đầu, chịu nhiều khổ bao rất sâu, xa vào địa ngục muôn màu hải kinh. Chịu bao thống khổ gia hình, hoặc tìm nẻo giữ súc sinh, mà vào lạc đà lừa ngựa bò trâu, đem thân vác nặng cúi đầu trả oán. Làm người cũng chẳng an toàn, làm thân tôi tớ để hoàn tội xưa. Trộm cướp có bao chẳng vừa, nay còn sám hối xin chừa lòng tham. Nay xin sám tội đã làm, mà kể từ vô thí lòng tham năm trời. Bán vàng tài sản của người, hoặc dùng sức mạnh giữa hơi công quyền, nói lời xuôi ngưỡng đảo điên, công từ chiếm đoạt lợi riêng cho mình. Hoặc về hối lộ gia hình, bé ngay thành vài cố tình hại nhau, hoặc làm quan lại đứng đầu, dung túng kẻ hạ mưu cầu tham ô. Của công quản lý hồ đồ, chia bai cắt xén lợi to về mình, thuế nồng thuế mãi không trình, qua đò vườn ai cố tình đi không, này con phát lộ cầu mong anh. Ăn năn sám hối ác đồng triệt tiêu, lại trừ bao kiếp xưa lâu, độ dùng tam bảo cung cầu đoạt tranh, nhang đèn pháp khí tượng kinh, cũng đồ ẩm thực để dành nuôi tăng. Áo quần thiên tinh cung dường, cũng rình trộm cắp làm gương thấm hèn. Cao dừa củi đuốc dầu đèn, lụa tơ phan lòng cất riêng để xài. Quả hoa thiên tinh cung bài, ý quyền thao tung lấy xài tự nhiên. Nay còn sám hối tội thiên, chư Phật Bồ Tát thánh hiền chứng tri, kể từ vô thủy mà ghi, tội con chồng chất cũng vì tánh tham, của thầy của bạn cũng ham ăn. Cũng vì lời lòng mà cam dối lừa, xóm giềng thân cận chẳng ưa,
rơi rào thuê vắng chín bừa đất đai của người sáng đòa công khai của công bọn rút mà xài biệt liên anh. Con tin chư Phật thánh hiền chứng minh con nguyện tin chuyên sám trừ kể từ vô thủy đến giờ đành thành pha nướng đạo mồ lương dân em người mang đỡ thân nhân em cho sải nghe tàn đàn mới cảm mang. Tội tình vô cáo cầm da ma gây nên hoàng trai bắc nam chia lìa tạo bao thảm cảnh não nề nay xin sám hối trăm bề ăn năn kể từ vô lượng thời gian em. Lạnh giao thương mãi lạnh hàng mang buông bán thì cân nhẹ đâu non buông thì nài em chẳng còn nướng tay cắt đo thực tất ngăn dài đổi hàng tốt xấu ra tài con buông. Tìm cầu chúng lời con chẳng nề gian xảo núi non nào tay dâng lời thề nguyện hôm nay ăn năn sám hối phận thầy chứng minh kể từ vô lượng kiếp sanh soi tường quyết vách nổi danh cường đồ. Chẳng chê cướp giật đổ hồ trong thì lấn lướt ngoài hồ ly tình mượn trò voi toán tương tình dối gian miệng lợi cho mình mà thôi anh. Án kia nói chẳng đủ lời nay con sám hối nướng nơi Phật đà cầu cho ác nghiệp được tha chư tôn hiền thánh thương mà chứng minh tội kia con đã chi thành. Ăn năn sám hối tội tình hoàng không nhờ công đức sám hên lòng mà được ngọc như ý hành thông đời đời ngọc châu mưa xuống từ trời y phục thực phẩm muốn thời có ngày ăn. Không còn ý tưởng trộm vai người người đều biết đủ đầy chẳng tham lỗi lầm chẳng nhiễm tâm can lại ưa bố thí rải ban phước lành hồi hướng cầu nguyện hoàn thành thiện tâm thí độ chúng sanh muôn loài. Ai dục thân nghiệp thứ ba gốc nguồn vô tận ta bà thọ sinh theo lời Phật dạy trong kinh ai đem vạn trạng thiên hình ngu si ngục tù chướng ngại u mê luân hồi muôn kiếp cũng vì ái ân cuộc đời sống tựa mây vần đóng xương vô định mấy lần tu di không than nước mắt nằm về nếu đem tích suối ghe nào bằng vương vòng ái dục vi bằng biển mê sinh tử thích thần rối ren địa ngục thông khổ mây phen cùng loài quỷ đôi tiếng rền khóc than súc sinh quả bao thân cam bồ cầu chim sẽ tánh hàm dâm tàn. Nếu
nếu sanh trong cõi người ta, vợ con bất chính đạo, nhà chẳng vui, bao nhiêu khổ bao chôn vùi, do nhân ái dục khiến đời khổ đau. Phẩm tiền tha thiết khẩn cầu, ăn năn sám hối tật sâu phát lô, kể từ vô thủy đến giờ, luân thường chẳng giữ tương tư vợ người. Mưu sâu dụ dỗ đoạn chơi, xâm phạm trinh tiết phá đời gái ngoan, thì kheo ni cũng tính toan, làm nhớ phạm hạnh hoang đàn đầy đường. Ý quyền cưỡng bức gạn lừa, khiến người tan tác cũng chưa thỏa lòng, mà trắng hoa mèo má gà đồng, mà chẳng phân biệt hàng đàn ông vô loài. Nay con đã hiểu chuyện đời, chí thành sám hối sau thời ăn năn, nhờ công sám hối não phiền, ác nghiệp nhâm dục tự nhiên được trường. Sanh ra chẳng tự cửa nhờ, tâm thân thanh tịnh là nhờ hóa sinh, thập phần tương tố quang minh, thông minh định ngộ tinh anh tuyển trần. Xa lìa dùng vọng ái ân, biết đời hư ảo hồng trần thoát ly, trong mơ cũng chẳng suy vì, như như bất động tu trì chánh nhân. Nay đem tính mạng tâm thần, quy đánh lễ pháp thân Phật Đà. Cuối đầu kinh lễ Như Lai, con xin sám hối nghiệp sai miệng mồm, ác miệng môn thứ bao gồm. Lời nói thô ác ôm sợm dệt theo, tấn công nói lưỡi hại chiều, nói lời chẳng thực đặt điều dối gian anh. Lời kinh giáo huấn rõ ràng, đó là những địa ngục đàn đóa xa, cùng loài ngạ quỷ ác ma, chịu nhiều thống thiết khảo tra ngục hình. Nếu sanh vào cõi súc sinh, làm loài qua khu phát thanh rợn người, nếu sanh trở lại cõi người, miệng mồm hôi thối nói lời điêu hoa, ở trong thân quyến bất hòa. Hai tranh hai cãi người xa lánh dần, miệng gây nghiệp ác ngu đần, quý tam bảo ngàn lần ăn năn anh. Cuối đầu kinh lại Thế Tôn, một lòng sám hối lòng son giải bày, chúng con nhiều kiếp đến nay, dùng lời thô ác mà gây giận hờn. Với người gây gỗ tránh hơn, nói năng bất nhã khinh lợn người trên, chẳng phân quen là sang hèn, thốt lời nhục mà dưới trên chẳng màng.
miệng mồm chửi rủa phũ phàng, khiến người khóc hận tìm đàn tránh xa, cùng người xô xa quất hòa, oán trời cách đất kêu la quỷ thần. Miệng mồm la lối vang gần, tạo ra khẩu thiên thần cũng kiên, tội tình vô lượng vô biên, nay xin sám hối niệm điên dập đầu. Đời con chẳng biết từ đâu, chuyên lòng dối trá mưu cầu lợi điên, ăn không nói có hư huyền, đặt điều nói láo làm tiền người tin ăn. Cha con thân quyến bạn hiền, cũng mưu lừa dối nói điên làm quan, làm cho chia rẽ họ hàng, làm cho nước mất nhà tan mới đành. Hoặc dùng yêu thuật mà miệng khoe quan đã cứu thành thánh nhân, tư thiền bán định chứng phần Bồ Tát là hắn được thân thánh hiền. Bày điều sai khiến lòng thiên, sấm trò câu đảo chuyển miền gió mưa. Nay con sám hối xin chừa, lòng con chi thiết tóc tơ phản lộ, hoặc dùng lời lẽ tiếng to, văn hóa trao chuốc mưu đồ lời danh. Hoặc dùng âm nhạc trữ tình, hoặc dùng son phấn tô mình vẽ môi, lẳng lơ lời nói tiếng cười, làm điều sằng bậy dụ người tà dâm, mà khiến người mê sắc loạn tâm ăn. Mọi mòn chỉ khi lỗi lầm chẳng hay, hoang dùng ý ngữ khoe tài, vu khống xuyên tạc chê bai trung thần, dèm pha hiếu tử hiền nhân, khiến cho hậu thế nghi lầm người ngay, có hoang khó nổi có bài, ôm lòng hoang hận tôi dày sự sanh. Nay con phát lộ chí thành, tất cả nghiệp ác tội danh sám trừ, kể từ kiếp kiếp nghìn thu, gây ra tội lỗi oán thù vì đâu, bày ra lời nói đôi chiều. Tháng dương ngoài mặt đặng điều sau lưng, dèm pha phần tán đôi đường, tấn công khích bác lợi dường như dao, vua tôi nghi kỳ lắm nhau. Vợ chồng ly tán bạn bầu lìa xa, hai bên liền kết an hòa, cũng vì theo vết dèm phá sự tình, gây nên thù oán giao tranh, làm cho nước loạn dân lành khóc la, ác nghiệp như nước hằng hà. Lòng thành sám hối xin tha nghiệp dày, con nguyện tu sửa từ đây, nguyện cho tội ác miệng này hóa không, ác nghiệp miệng sám vừa xong, nhờ công đức sám mà lòng được yên. Âm thanh tam thứ đủ duyên, biện tài bốn thứ chu viên tự thành, phán ngôn lời lẽ đành rằng, nói năng hòa hợp ý lành lời chúng anh.
ai nghe cũng thỏa tấm lòng mà biết rằng ngôn ngữ tục phong mọi miền ngôn từ bất tuyệt liên miên khiến người giải thoát ưu phiền phàm phu nhập hàng thanh giả chân tu anh. Mở con mắt tuệ khóa tù tối tâm mà con xin phá nguyện nhất tâm mà sám hối nghiệp miệng mê lầm xưa nay cúi đầu năm vóc trương đại hướng về tam bảo miên mài quý ơi. Thân nghiệp khẩu nghiệp sám rồi à, sao gia quan cũng phải thời ăn năn à, hướng về vô thủy tội căn gian quan thứ nhất mắt hằng thấy trái ăn. Đắm mê sắc đẹp bên ngoài, màu mè xanh đỏ gái trai mỹ miều, mà lòng tham sắc dễ siêu, mộng mơ bất chính tạo nhiều đắng cay. Tai ưa đàn ngọt hát hay, những lời êm dịu vui vầy nỉ non, làm cho chi kỷ hao mòn, ý tưởng hôn ám mê hồn đoàn tâm. Mùi ham mùi xả hương trầm, mùi thơm hoa lá ý lầm phán xanh, lưỡi thèm thịt béo ca tanh, bội thêm gốc khổ tội sanh ngâm đầu. Thân ưa lụa mịn gấm màu, càng ham hoa lệ tội sâu càng nhiều, ý tưởng tưởng cao siêu, lời răng chánh pháp bỏ liều chẳng ưa. Sáu căn án nghiệp nào vừa, con xin sám hối nguyện chừa nghiệp căn, nguyện xin sám hối mắt trần, nhờ công đức chứng phạm thân phận đàm. Cùng hàng Bồ Tát thấy xa, ý niệm hai tướng vượt qua chẳng lầm, sám tai công đức vô ngần, thưa nghe chánh pháp thành thần tuyết tuyên. Nhờ công đức sám mũi nên, ngửi mùi hương tích não phiền dẹp tan. Công đức sám lưỡi vô vàng, nếm toàn pháp vị không màng lời danh. Sám thân công đức hoàn thành, áo Như Lai mặc hiểu rành tánh không, sám ý công đức cũng đồng, diệu thân nghĩa đế nhập dòng vô sanh. Đại nguyện con đã trần tình, mong gầy công đức chúng sanh nương nhờ, nguyện đem cái mạng sống hờ, quy tam bảo vương bờ tử sanh. Cuối đầu đánh lễ phận rồi, con xin bày tỏ những lời tự tâm mà sám xong ba nghiệp của thân, bốn nghiệp của miệng đã phân rõ ràng. Tôi cùng tam bảo đã mang ngay nay, xin tự sám muôn đàn ác tâm mà trong kinh Phật dạy ân cần, thân người có được muôn phần gian nan.
Phật pháp chẳng thể nghĩ bàn, trăm ngàn vạn kiếp thế gian khó cầu, thánh tăng dễ gặp được đâu. Ơi đức tin khó lập, đạo màu khó nghe, mà nay thuận thảo trăm bề, thân người đã được chỉnh tề giác quan. Pháp Phật thường chiếu mười phương, tổ thầy chẳng ngại chỉ đường liễu sanh. Vậy mà chẳng biết duyên lành, chẳng mong giải thoát ngục hình khổ đau. Tâm thần tưởng chuyện đâu đâu, luôn hồi sao nẻo dễ hầu thoát ra. Chư Phật hiền thánh bảo la, chứng minh lòng sám phận đà độ con. Tội kia nói mãi chẳng mòn, chẳng kính tôn tưởng lại còn khinh chế. Hiện hữu tăng chúng chẳng nghe, phá chùa đốn tượng nghe về chi đâu. Phòng chơi phòng ngủ trên lầu, phòng thờ tầng dưới thiếu màu trang nghiêm. Mà có khi đặt tượng kề bên anh, hóa thân đi lại chẳng hiềm lễ nghi. Phật bảo chẳng biết nể gì, nay con sám hối hành vi lỗi lầm. Đối cùng kinh sách vô tâm, mà bàn tay dơ bẩn mà cầm sách kinh. Hoặc dùng lời nói vô tình, lời thô tiếm tục phê bình chẳng nương anh. Hoặc để kinh sách đầu giường, nằm ngồi bất kính chẳng thường nể nang. Hoặc xếp lẫn lộn vứt quăng, gầm bàn góc tủ chẳng năng giữ gìn. Chất chồng kinh sách xéo xiên, gáy lông trang rách chẳng phiền sửa sang. Đã không tu tập đàng hoàng, sách kinh pháp bảo chẳng màng sẽ chia. Ác nghiệp vậy phụ tư bề, chí thành sám hối con thề chẳng hơi âm. Học kinh chú lại biến lời, nằm ngang nằm ngửa nói cười huyên thuyên. Hiểu sai ý Phật thanh hiền, chánh tà cũng chẳng phân niên. Nói càng dạy người lên mặt bao ban. Văn từ trao chuốt luận bàn ý riêng, chê bài chánh pháp đạo điên. Đề cao tà thuyết kiếm tiền nuôi thân, chẳng từ hành đồng vô luân. Đại thừa hủy bán tôi trần khó thiếu anh. Ác nghiệp dẫu tạo bao nhiêu, con xin sám hối mọi điều đã sai. Kể từ vô thủy kiếp lai, đối cùng tăng bảo tôi dày biển bao. Chẳng tôn đức trọng đào cao, đặt lời theo dệt ra vào dẹm chế. Làm cho tuyệt giống Bồ Đề, phá hòa hợp chúng thị phi pháp màu. Vậy tuồng trên bọc trong dâu, phá hạnh thanh tịnh làm rầu người tu. Khuyến dụ bát chánh bỏ lơ, giả
trang hình tương xét dò tăng thân. Ôi thôi tội ác vô ngần, con xin sám hối phân trần đầu đuối. Đối trước tam bảo ba ngôi, lộ thân lóa thể lôi thôi áo quần, dám dày cùng với tay chân, bước lên điện tháp chẳng cần sạch dơ, đạp xe vọt ngựa phóng bừa, sống vào tự viện chẳng thưa hỏi gì. Miệng nhổ hồng khàm mũi xì, chẳng còn ai ngài nể vì già lắm. Bao nhiêu tội ác đã làm, chỉ thành sám hối nay cam giữ gìn. Này con đành lễ phân tiền, thành tâm sám hối tôi liền tiệt tiêu anh. Đời đời cùng Phật cảm chiếu, gặp tăng gặp pháp mọi điều kinh tuôn. Cũng dường lắm vong báo chân, giống lòng cầu pháp chẳng ngần ngại xa. Bồ Tát thì hiện ta bà, con xin đem hết công ra hộ trì. Phước lành như núi Tu Di, trên thờ tam bảo dưới vị chúng sanh. Cuối đầu lại đứng chi tôn, đối với tam bảo con còn nghiệm sâu. Từ nay con nguyện hồi đầu, chi thành sám hối cần cầu thứ tha. Con xin thành thật tỏ ra những ác nghiệp khác để mà ăn năn. Phần dạy người ở thế gian có đủ sức mạnh giữ hàng thánh. Một là người có tâm tàm, là người có trí không ham loạn cuồng. Giữ mình không dám tha buông, mà tạo tội ác ngông cuồng chẳng kinh. Hai là tâm quý trong mình, không xuôi kẻ khác tội tình làm ra. Có tàm có quý mới là, có nhân có nghĩa mới ra con người. Không tàm không quý uổng đời, làm người mà tánh như loài súc sinh. Do đây một gia chi thành, cầu xin sám hối hồng danh phân đàm. Từ xưa tin thuyết tà ma, sát hại sinh vật dân tà cũng yêu. Nghĩ rằng thần quỷ cao siêu, nên hồng lo lót mong tiêu tai nạn. Hoặc là giả thanh giả thần, tự xưng là đấng giáng trần độ sinh. Bao nhiêu ác nghiệp tẩy đình, con xin bộc lộ tâm tình từ đây. Kể từ vô thị đến nay, nói năng ngạo ngưỡng lòng đầy kiêu sa. Ý mạnh hiếm yêu hét la, chè chen cuồng loạn lã cả ngày đêm. Kinh kỳ hết thải sáng hèn, tự cao tự đại chẳng kiên nể gì. Từ vô lượng kiếp đến nay, ham ăn ham uống ly bì say sưa, chẳng
còn chừng mực sớm trưa. Thịt hầm cá sông chẳng chừa món chi. Ngũ tân cũng chẳng sợ gì, hôi nồng kinh tưởng khánh kỳ tình cháy. Vọng tâm mơ tưởng trời mây, lân là kẻ xấu mang thầy lánh xa. Bao nhiêu ác nghiệp kể đã, con xin sám hối Phật Đà chứng minh. Từ vô thị kiếm lai sinh, kiêu căng tự thị nhân tình bất phong. Chẳng nề phải trái nhân luân, cái chày cái cối tranh phần dành hơn. Tự chuyên kiêu ngạo dẫn hờn, ước mơ viễn vọng nguồn chân chẳng màng. Nay con sám hối mọi đàn, chi thành phát lộ cũng vàng mười phương. Lại còn buông gán bán lường, lòng tham không đáy chẳng nhường nhịn ai. Chẳng nề nghề nghiệp án tai, chẳng kiêng lừa dối chẳng nài điệu ngoa. Tu hành chẳng tránh xa hoa, chẳng tu giới đứng ham quà cúng dân. Nay còn xa mà hối mọi phần, kể từ vô thị lần lần đến nay. Thành tâm phát lộ phơi bày, ác nghiệp như thế từ nay xin trường. Cùng từ vô lượng kim xưa, á tâm tàn nhẫn chẳng chữa điều chi. Xích xiềng đánh đập nô tỳ, phá cầu triệt cống đường đi biết rào. Chi thành phán lộ thâm sâu, ăn năn sám hối mong cầu nghiệm tiêu. Xưa nay tội ác bao nhiêu, vì quen phong túng buông liều giả tâm. Bạn bài nhậu nhẹn ngày đêm, chẳng còn giờ khắc tham thiền tu thân. Biến lời suy nghĩ xa gần, sáu căn buông thả tâm thần u mê. Tham sân tật đố tràn trề, cuồng phong lửa giữ đôn đi nghiêm lành. Nhắm đường địa ngục thọ sanh, anh mong giải thoát khó thành thiện nhân. Từ nay tội lỗi xa gần, con xin sám hối ăn năn chí thành. Bao nhiêu tội ác đành rành, tự mình tạo lấy hoặc mình khiến sai. Hoặc vui vẻ tán tụng người, hoặc dùng thế lực bắt ai phải làm. Mà những điều thất đức phi nhân, nay còn sám hối muôn phần ăn năn. Mong nhờ công đức thiện căn của lòng sám hối truy tầm nghiệp quan, mà tu được tánh nên na. Biến lòng liêm sĩ biết hòa dưới trên, nhẫn kham gần gũi người hiền. Lánh xa kẻ ác chế kìm sâu căn, quyết tâm lập chí tu thân. Giữ gìn ba nghiệp lần lần tỉnh thanh, tâm bồ đề nguyện viên thanh. Sống vì lợi ích chúng sanh mọi loài, chi thành sám hối đêm ngày. Mười phương chư Phật các ngài chứng tri.
cuối đầu đánh lễ Phật rồi con xin tiếp tục nguyện lời ăn năn sám phiền não chướng cội căn sám ác niệm chướng hai phần đã xong em. Còn khổ bao chướng mênh mông mà cũng xin tuần tự hết lòng tỏ phân trong kinh Phật dạy ân cần dù cho đáy bể hoặc hầm núi sâu em. Trên không hoặc bất cứ đâu nghiệp nhân báo ứng dễ hầu thoát ra, chỉ duy sám hối mới là pháp màu rửa sạch chướng ma nghiêm trần. Khi xưa Đế Thích mãn phần cảm chiêu năm tướng suy dần hiện tức thời quy hướng Phật đã triệt tiêu năm tướng suy mà sống lâu anh. Sám hối thật pháp nhiệm màu và khả năng diệt tội chẳng đau sanh bằng phàm phu ngu muội hung hăng không người chỉ vẽ tội bằng thái sơn. Tánh ưa làm án chẳng sờn đến khi gần chết vẫn còn ác tâm mà trong giờ phút cuối nghiệp tâm mà cảnh báo địa ngục ầm ầm hiện ra đầu trâu mặt ngựa quỷ ma hợp nhau kéo đến đầy nhà đòi oan bây giờ dù có ăn năn có mong sám hối cũng bằng uống công anh. Lúng mạnh biến nhát buông lung mà không chịu tính đức chẳng mong làm lành quả báo thiện ác rõ rành án thời địa ngục một mình cứu mang vẫn dầu cột lửa bảy hàng tránh sao coi cảnh xương tan thịt bầm. Bây giờ dù biến lỗi lầm mà cũng không thể sám cam tâm chịu đền thế nên cuộc sống hiện tiền phải cần tu tập phải chuyên làm lành quỷ vô thường đến thịnh lình chẳng nương già trẻ chẳng bên sang hèn. Tài nào giữ được lâu bền, sắc nào chẳng hoài bán tiền khó mua, cơ đồ trăm vạn dấu thừa, cũng không thể kéo dây giữa mạng tàn, gia đình của cái tiêu tan, như trò ảo thuận thế gian thường bày. Sao không suy ngẫm sớm chạy, không lo sám hối sâu dày nghiệp oan, khi năm thiền sứ hiện thân, quý vô thường đến bất thần chạy đâu, tránh sao cổ báo đau đầu, một lời sám hối nói đâu đường nào. Dẫu rằng phương đứng bao nhiêu được sinh lên cõi trời nhiều sướng vui, một mai phước bao hết rồi tránh sao cho khỏi đọa nơi tam đồ, gương ông làm Phật sờ sờ thác sanh thiền quốc cũng nhờ công tu, thân chưa giải thoát ngục tù, nên khi mạng hết lại vô luân hồi. Thân tròn chịu mấy trăm đời, sao ta chẳng lấy gương người mà soi, đến như việc nhỏ trên đời, cửa quan phải đến cũng thời lo âu.
thâu đêm lo lắng ban đầu, xó cùng khổ địa ngục đau thắm gì. Thế mà nào có biết chi, từ vô lượng kiếp tôi bị núi cao em. Vẫn không e sợ chút nào, chẳng lo thống khổ xa vào ngục sâu. Ngày nay sám hối khẩn cầu, mười phương chư Phật xoa đầu chứng minh. Từ xưa vô lượng tội tình, những khổ bao chướng quanh mình bủa vây. Tề địa ngục khó thay, như lời Phật dạy chẳng ngày thoát ra. Chịu bao thống khổ khảo tra quanh, tề ngục tưởng là sắc vây, trên thì lưới sắc dâng đầy, dưới thì rừng kim đao dày đan nhau. Bốn bề lửa dữ thổi vào, tội nhân trong đó khác nào nướng quay. Cửa thành cho sắc bao vây, nanh dài vuốt nhọn mắt tày ánh sao anh. Trên không chim sắc đua nhau, móng gan mỏ thép móc hầu tội nhân. Đầu trâu ngục tốt rần rần, hết là đánh đập chặt bầm phân thấy anh. Lại thêm xe kiếm đao cày, trên công bổ xuống bảy ngày ruột gan. Như vậy muôn tháng ức năm, mà sống thì chẳng đưa trên càng không xong. Mà khổ bao như thế chẳng cùng, con xin khẩn thiết hết lòng ăn năn. Còn bao khổ bao nghiệp nhân, đọa vào địa ngục các tầng khác nhau. Khổ bao thân rã chẳng đầu, vào nơi cây kim núi đau thọ hình. Khổ báo thiêu đốt thân mình, nằm giường sắc nóng mặn tình kêu la. Khổ báo nghiền nát thịt da, bánh đau xe lửa nghiến cả nát thay. Khổ báo chừng nấu nướng quay, chui vào lò lửa tan thay vàng dầu. Khổ báo tàn phố nát nhầu, vào ngục nuốt sắc uống dầu đồng sôi. Khổ báo xương nát thịt rơi, vào ngục côi sắc say người nát tan anh. Khổ báo ăn nói dối gian, trâu đen cày lưỡi miệng tràn máu tươi. Khổ báo lòng đốn rã rời, dây đen địa ngục sáu thời thiết căn. Khổ báo ngập nướng trôi sông, chìm trong địa ngục tro hồng phấn sôi. Khổ báo da nứt thịt phơi, chôn địa ngục lạnh đời đời giá băng. Khổ báo tàn sát hung hăng, địa ngục chim sắc sói lang cắn nhầu. Khổ báo đâm chém lẫn nhau, địa ngục đao kiếm móc hậu bầm thay. Khổ báo bị nương bị quay, địa ngục ngậm lửa tối ngày đốt thui.
khổ báo kẹp nát hình hài, địa ngục banh sắc nghiêng say tâm bàn, khổ báo mổ xẻ thân mình, đọa vào hắc nhĩ cưng hình khảo trai. Khổ báo chém chặt bánh da, địa ngục núi thịt mù lòa tối thui. Khổ báo thịt lũng xương lồi, địa ngục cưa xe khắp người đóng đinh. Khổ báo mổ cắt xe phanh, địa ngục mọc sân treo mình ngưỡng chân. Khổ báo nóng nực thiêu thân, địa ngục trái đất rần rần gào la. Khổ báo mờ mịt bao la, muôn đời chẳng thấy anh lòa núi vây. Khổ báo như dại như ngây, ba ba bốn ngục đêm ngày lạnh căm. Bốn ngàn tám vạn ngục phân, đêm ngày thông khổ muôn phần đớn đau. Khổ báo có ruột rút đầu, vốn xương nào tùy biết đâu nói cùng. Nhốt giam lẫn lộn trùng trùng, mà nhiều đời cha mẹ với cùng bà con. Ngay thân mình lung chẳng còn, cũng xa ngục đó oán hận chứa chan. Tháng ôi chẳng thể nghĩ bàn, muôn phần thông khổ vạn lần đau thương. Ngày nay sám hối mười phương, chỉ thành cầu khẩn cúng dường chư tôn. Nguyện cho khổ báo ngàn muôn, tất cả tan biến tận nguồn gốc mây xưa. Nguyện nhờ công đức chi thành, ăn năn sám hối pháp lành hiện ra. Khổ báo địa ngục hằng xa, tùy thành sắc thấy là tinh thánh. Án đạo cũng chỉ là danh, kẹp cầm địa ngục biến thành an vui. Nỗi đau cây kiếm vạn sôi, biến thành cam lộ mắt tươi sen hồng. Đầu cho mặt ngựa tàn hung, biến thành Bồ Tát đầy lòng từ bi. Tội nhân ngục tốn theo vi, thảy đều thoát khổ tức thì an vui. Pháp tâm vô thượng đời đời, lân lân hạnh phúc cõi trời thiền na. Con xin đành lễ Phật Đà, quy tam bảo ta bà mười phương. Sau khi đành lễ Phật rồi, con xin tiếp tục nguyện lời ăn năn. Trong kinh Phật Đà báo ban rằng, trong cõi dục kẻ tham rất nhiều. Đã tham thì muốn đủ điều, càng tham thì cũng khổ nhiều. Vì tham mà nếu người biên đủ chẳng ham, mà dù nằm trên đất lấy làm sướng vui. Kẻ tham dù ở cung trời, cũng không vừa ý xuống đời khổ đau. Biến đâu đang đứng bờ cao, bên lề vực thăm cứa vào cõi mê.
của ba ấm đạo gom ghê. Khi hơi thở dứt vật kia xa liền, không gặp thiện hữu báo quyền, nên làm phước đức như tiền chắc chiếu em. Dành cho kiếp sống mãi sao, thì ba đường dư xa vào chẳng oan, tương lai chẳng biết lo toan, thật là kẻ dạy rõ ràng thâm ngu. Trong kinh Phật chỉ đường tu, sinh ra chẳng có một xu đeo người, đến khi thân đã chết rồi, bao nhiêu của cải cả đời dựng xây. Cũng đành thôi sạch trắng tay, mòn đồng cũng chẳng kiếp này mang theo, cả đời khổ cực chẳng chiêu, bỗng thành vô dụng của tiêu danh tàn. Bỗng thành đói ranh cơ hàng, nghiệp lành chẳng thể mơ màng gửi thân, phương đức chẳng thể cậy trong, lọt vào ác đạo khó hồng thoát ra. Nay con quỳ trước Phật Đà, nguyện đem tính mạng gửi tòa Như Lai, ba ngôi vô thượng trên đời, chứng minh nguyện sám hối người lòng con. Nguyện xin sám hối trước tiền, súc sinh khổ báo hiện tiền nghiệp oan, tha sinh cầm thu giá mang, không có tri thức cam làm ngựa trâu. Em kéo cày trả nợ thâm sâu, hoàng làm loài thú rút đầu không chân, làm mọi loài khác bất ăn, hoặc mổ hoặc xẻ hoặc bầm hoặc thúi, hoặc làm loài có vẫy xuôi, để cho bỏ rút sâu vòi rỉa thân, súc sinh khổ báo vô ngần, con xin tha thiết muôn phần ăn năn. Khổ báo ngã quỷ hành thân, trường kỳ đôi kháng muôn phần khiếp kinh, phần giờ máu mổ nước sình, vụt đầu ăn nuốt thỏa tình tham lam. Bụng to cổ nhỏ như kim, mà chân tay bốc lửa thân chìm cuồng điên, khổ báo vô lượng vô biên, của loài ngã quý con nguyện ăn năn. Lại loài thần quỷ hung hăng, cũng là khổ báo quỷ thần tu la, kiêu căng vua nịnh điêu hoa, ăn tươi nuống sống sinh ra dị hình. Gánh cá trắng bể lấp kênh, làm thần a quỷ đậu gần cuối khe, cứu bàn trà quỷ gom ghê, cũng loài la sát thần chê quỷ gồm, báo thân thần quỷ chẳng cam ăn. Con xin sám hối muôn ngàn tội xưa, nguyện xin chư Phật thượng thừa, cùng chư Bồ Tát tiêu trừ nghiệp hoang, nguyện nhờ công đức
ăn năn sám hối khổ báo hiểm phàm súc sinh. Sẽ màng ưu tối vô minh tuệ giác soi sáng nghiệp mình tự hay bỏ thân án đạo đọa đầy tu hành thiền nghiệp mãi nay nương nhờ. Nguyện nương công đức vô bờ lìa thân ngạ quỷ vật vờ cõi tham đời đời thoát cảnh cơ hàng mùi vị cam lo chứa chan lòng trần nguyện công sám hối dần dần. Khổ báo thần quỷ cũng lần hồi tiêu bỏ thân vua nịnh tập kêu bỏ thân thô lậu xa điều thị phi nguyện đem phước đức tu trì làm điều ít lợi khắp vì nhân thiên nguyện rằng từ đây trở lên đến ngày đạo quá chu viên bồ đề không còn khổ bao bốn bề ngoại trừ ứng hiện thể vì chúng sanh. Sẽ đem tâm nguyện chí thành sẽ không nhàm chán nghiệp lành mãi gieo. Sám hối án đạo xong rồi con xin sám khổ luân hồi thẳng dư trời người trong cõi diêm phù đều mang khổ báo nghiệp dư tràn trề. Cõi trời vẫn lắm đam mê, cõi người còn phải ê chề báo dư, cho nên xin mang diêm phù cuộc đời bấm thọ tính dù trăm năm anh. Mấy ai sống tới tuổi trăm mà còn người yêu thọ số nhầm hằng xa huống hộ từ thuở sanh ra mang bao hình thái khổ trà tâm can anh. Buồn phiền sợ hãi lo toan có đau phục chốc nghèo nạn rời tâm mà khổ bao nung nấu âm thầm là do thiện nghiệp quá tầm mong manh anh. Ác nghiệp nảy nở đua tranh làm cho kiếm sống chẳng thành tựu chi truy nguyên khổ bao cũng vì tàn dư tiền kiếp đến kỳ phận ra. Hôm nay sám chữa Phật Đà nguyện xin tiêu diệt hẳn hà tội xưa bao nhiêu khổ báo còn thừa cũng xin sám hối diệt trừ mọi nhân anh. Đã gieo không biết bao lần từ đời vô thị tập huấn đến giờ biển mê chẳng có bên bờ luân hồi nhân qua sáng chờ báo chung em. Kiếm trời hay kiếm người cùng lãnh chia nghiệp quá không mong thoát nạn sám hối khổ cõi nhân gian hòa thừa oan cố thân tàn tật đau anh. Giác quan chẳng đủ như nhau cũng do tội cũ đau đầu dẫn đưa ba án tám nạn dây dưa mạng sông ngăn ngủi sớm trưa vô thường họ hàng quyên thua quấn vương sinh ly
tứ biệt muôn đường khổ đau. Oan gia khổ bao đổi đầu, ghét yêu sợ hãi phải đau do mình. Khổ bao nước lửa đau bình, chiến tranh nguy khốn rập rình kề bên. Xa quê mồ mả tổ tiên anh, nhiều phen lưu là nơi miền hoang vu. Khổ bao lao ngục cầm tù, tai bay hỏa gửi oán thù khảo tra. Khổ bao miệng lưỡi giang hoa, vô hoàng giá hỏa cửa nhà nạn tan. Khổ bao hoạn nạn miên mang, dịch tả số ve phong hàn liệt thân. Khổ bao á quỷ phi nhân, ngầm gieo tai họa muôn phần hiểm nguy. Khổ bao yêu mỹ thần kỳ, sanh điều quái đáng lâm ly hoàng đường. Mạng người như chỉ treo chuông, mãi lo khổ báo chẳng vương thoát nạn. Hải hùng thú giữ trên ngàn, sợ loài cá sâu dưới làng nước ăn. Sám hối khổ báo từ đâm mang, tự treo tự sát tự cầm vật sâu. Lửa dữ mà tự nhạo đầu, cháy tiêu thân xác chẳng cầu mà vương. Sám hối cổ báo tai ương, không danh không phận sanh đường tiên thí. Y phục thực phẩm chi ly, chẳng bao giờ đủ ai bi não nùng. Làm gì cũng gặp nghiệp hung, cản đường chẳng lối chẳng dung viện nào. Đời này và cánh đời sau, nghiệp dư quay pha kiếp nào mới tan. Hòa tai biển cô trái ngang, những điều ương ách muôn vàng khổ đau anh. Hôm nay đệ tử hội đầu, hướng về chư Phật khẩn cầu giải oan. Triệt tiêu tội chướng ách nạn, con xin sám hối lễ tràng ăn ấy năng. Con vì ba nghiệp sáu căn đã xin sám hối mọi phần đã xong. Mà bốn loài sao nếu lòng vòng, bao nhiêu nghiệp ác cũng mong tiêu dần. Công đức sám hối vô ngần, cũng đem hồi hướng thảy tuần tử dân. Chúng sanh mọi loại khắp trần, cùng nhau sám hối thân tâm an toàn. Ba tài ách với tám nạn, nguyện xin tất cả tiêu tan đời này. Ăn mặc tất cả đủ đầy, chánh tín tam bảo chẳng ngày nào lơi. Vô thường dù sai đến nơi, cũng không hối tiếc thân đời chút chi. Cực là thế giới tức thì, tìm về hậu hạ Đức Di Đà Ngài. Lại cầu trong kiếp về lai, được nghe Di Lặc chỉ bài tiếng tu. Nguyện cùng ban hữu đồng tu, sanh nơi chánh pháp hưng phù tín tâm anh. Chẳng sanh ngoài đạo mê lầm, mà hộ trì tam bảo tâm thần sáng trong. Đời đời kiếm kiếm một dòng, hóa
sinh tự tại trong lòng hoa sen. Vui nhờ cơm áo tự nhiên, tâm từ an ổn chẳng phiền chẳng lo. Nguyện không phân biệt nhỏ to, nhân từ trung hiếu giúp cho muôn loài. Một tâm bình đẳng cứu đời, không hề phân biệt ta người oán thân. Đời đời kiếp kiếp được gần, mười phương chư Phật thấm nhuận từ bi. Chế ngự ma oán cuồng si, được cùng Bồ Tát Đề Huệ sống chung. Bồ Đề kiên cố không cùng, tuyên dương Phật Pháp vang lừng thế gian. Đại thừa đáng rỡ đạo tràng, phân thân vô số cứu nạn chúng sanh. Muôn loài xa lánh vô minh, tâm không thoái chuyển đăng trình linh sơn. Xưa kia chư Phật đã từng cùng chư Bồ Tát thành tâm thệ nguyện, nguyện tu phước trí vô biên, rồi đem hồi hướng khắp miền chúng sinh. Nay con cũng nguyện tu hành, trao dồi phương trí viên thành đạo sâu. Cũng xin hồi hướng phương màu, nguyện vì lời lãng mong cầu chúng sinh. Tiếng tu Phật quá sâm thành, chúng sinh ân hưởng nương lành từ bi. Không gian dẫu tận hề chi, chúng sanh dẫu hết từ bi chẳng mòn. Hạnh nghiệp dẫu hết sắc son, phiền não dẫu hết hãy còn Phật tâm anh. Thiết tha thề nguyện thâm trầm, quyết tu phước trí mê làm triệt tiêu. Công đức hồi hướng cao siêu, nguyện xin kiên cố sống nhiều hằng sáng. Một lời thề nguyện phát ra, không bao giờ tận phá ba ngục tù. Mong sao chí cả vẫn tu, chư Phật Bồ Tát viên chu tán thành. Mười phương tam bảo chứng minh, từ bi nạp thọ tâm thành của con. Phật pháp cao sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Nay con nghe biết chuyên trì tụng, ơi nguyện rõ Như Lai thiệt nghĩa màu. Khởi đầu vận dụng khai kinh, đạo tràng sám hối nương lành từ bi. Ba đời chư Phật chứng tri, con đem tính mạng quy y Phật Đà. Ba đời chư Phật thương tình, trải ban cam lộ nước lành từ bi. Cho con rửa sạch nghiệp đi, làm người ai chẳng nhiều khi lỗi lầm. Mà vô minh che lấp tâm thần, si mê buông thả tham sân não phiền. Không tin tam bảo ở trên, không hiểu cha mẹ hai bên họ hàng. Tuổi xanh phong túng an tàn, đam mê tài sắc hoang đàn ăn chơi.
Người xấu chẳng biết xa rời, hôm bè kết đạn phá nơi an hòa. Sáng sanh trộm cắp dâm tà, làm toàn tội ác không tha tội nào. Nay xin chư Phật trên cao chứng tri, con nguyện y vào lời ngay. Bao nhiêu tội lỗi xưa nay, hiện tại quá khứ từ rày ăn năn. Dù qua muôn vạn khó khăn, con xin sám hối hoàn toàn tự tâm. Mà sám bao tội ác lỗi lầm, mà nếu còn chưa phạm quyết tâm chẳng làm. Nguyện xin chư Phật thánh phàm, nguyện chư Bồ Tát cùng hàng thiên vương, thiên long bát bộ mười phương, khắp trong phàm giới tận tương lòng con. Con nguyện một giả sắc son, đế đầu kính lại chư tôn các ngài. Cuối đầu đảnh lễ Phật rồi, con xin sám tiếp muôn đời tội khiên. Quy y Tam Bảo trước tiên, Phật là vô thượng bạn hiền chúng sanh. Phật là ruộng phước an lành, là người cho cả nhân sinh nương nhờ. Pháp đưa con vượt qua bờ, thoáng dòng sinh tử bận nhớ hồng trần. Đưa con trở lại nguồn chân, xa lìa tham dục đoạn dần khổ đau. Tăng nương hòa hợp làm đầu, hy sinh bản ngã mưu cầu thành cao. Trải thân trong chốn ba đạo, mà không đắm nhiễm xa vào bến mê. Một lòng thần phục quy y, nguyện cầu Tam Bảo gia trì độ. Cúi đầu lại Đức Thế Tôn, con xin tận đáy tâm hồn ăn năn. Kể từ vô thủy trôi lăn, luân hồi muôn kiếm trong lặng phàm phu, không phân sang cả hèn ngu. Gây nhiều tội ác nghìn thu chẳng mờ, lớn như sóng biển vô số, nhiều như cát trải đôi bờ hằng giang. Do đâu tội lỗi ngâm tràn, hoặc vì ba nghiệp trăm ngàn mũi mê. Nói năng chẳng biết nghĩ suy, làm thề chẳng ngại điều gì hại nhân. Nghĩ thì điên đảo xoay vần, chỉ mong có lợi chẳng cần băn khoăn. Hoặc vì mê mẩn sáu căn, đối người tìm vẫn muôn phần lãng sai. Luôn luôn tự thị có tài, biến đâu tài với chữ tai môn vần. Hoặc vì chẳng quán nội tâm, tự duy bảy bà lỗi lầm triền miên.
hoặc vì theo cảnh đau điên, chẳng tưởng chân giả nào phiền càng tăng. Tu hành theo lối lắng sân, cho nên ba chướng không từng dám suy. Nghiệp chướng bao chướng chẳng lê, thêm phiền não chướng kéo trì tội thâm, cản ngăn tri giác nội tâm, có đường giải thoát mê lầm chúng sanh. Lời vàng Phật dạy trong kinh, ba chướng phải diệt tu hành mới nên. Ăn năn sám hối cần chuyên, thề tiêu ba chướng đoạn phiền trần lao. Diệt ba chướng tận ly hào, sáu giác mười nghiệm trần lao sanh dần. Bốn ngàn tam vạn khổ luân, cùng nhờ sám hối được phần tịnh thanh. Con nguyện trì tụng pháp lành, Nam mô chư Phật đồng thanh hộ trì. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, 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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, 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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, 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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Cùng vì những lý do trên, hôm nay đệ tử thề nguyện thành tâm, sám bằng tất cả tinh thần, tất cả mạng sống bãi tâm vương bờ. Món là hổ thẹn nghiệp dư, con cùng với Phật khi xưa môn hàng. Mà nay Phật đã thành toàn, đã thành vô thượng trong hàng thánh nhân. Con còn đắm đuối hồng trần, còn đang chìm nổi bao lần tử sanh. Tu hành chẳng thấy mối manh, con đường giải thoát tội tình còn nguyên. Thật đang xấu hổ ưu phiền, thế mà chẳng thèm huyên thuyên nói cười. Hay là sợ hãi ngập trời, cùng loài phàm tục sống đời vô thiên anh. Chẳng về tội lỗi triền miên, trên xa địa ngục xa nghiền khảo tra. Súc sanh quỷ đói ác ma, đắm chìm muôn kiếp thật là sợ thay. Ba là chán ghét thân này, luân hồi sanh tử tra vai nghiêm trần. Hãy xem sông chén xoay vần, vô thường vô ngã thật chân chỗ nào. Khổ đau tám thứ nào
nấu xào, sớm còn tối mất khác nào phù vân. Toàn thân chẳng khác uế phân, chẳng gì trong sạch chẳng phần thành cao. Mà chưa chan bỏ hay sao, là người có trí lẽ nào không hay. Bốn là giọng mạnh không tài, tu hành tinh tấn mong ngày thành công. Tụng kinh học pháp một lòng, theo gương đại giá không mong an nhàn. Phật thân chẳng thể nghĩ bàn, do vô lượng phước muôn vàng huệ sinh. Sáu ba la mật chuyên tinh, ba mươi bảy phẩm tu hành trở duyên. Thực hành từng phút chẳng quên, cầu nhất thế trí bổn nguyên hữu tình. Năm tâm phân biệt chẳng sinh, oán thân bình đẳng người mình không hay. Xưa nay đã tạo nghiệp sai, cho nên vướng mắc hình hài phàm phu. Khổ đau đài đoa nghìn thu, gây bao tội ác oán thù triền miên. Nay xin xóa bỏ ưu phiền, thân thù hai ngã con nguyện chẳng vướng. Sáu là ơn Phật to tường, xưa kia Phật cũng trong đường trầm luân. Sám giác ngộ khổ hồng trần, phán tâm bồ thí tài.